Chị các bạn, xin chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với series video khóa học quảng cáo và bán hàng trên TikTok. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh và là một chuyên gia về digital marketing từ năm 2008 tới nay. Và hôm nay thì tôi sẽ dành thời gian để hướng dẫn các anh chị và các bạn cách thức nhắm chọn và chạy quảng cáo trên TikTok, hay còn gọi là TikTok Ads phiên bản 2022 và cập nhật mới nhất vào tháng 11 năm 2022. Vâng, thông tin của tôi ở địa chỉ facebook.com/phananhonline, email là phananhonline@gmail.com và số điện thoại là 0989623858. Tôi có nhận đào tạo, nhận tư vấn, nhận đào tạo in-house coaching cho các anh chị các bạn, nhận thực hiện các cái dịch vụ về các cái chiến dịch về Facebook, về sale web, về TikTok, vân vân. Các anh chị và các bạn có thể liên hệ với tôi để tư vấn và trợ giúp. Vâng. Và để không mất thời gian của anh chị nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu. Vậy thì để chạy quảng cáo trên TikTok thì chúng ta sẽ cần gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ truy cập vào địa chỉ ads.tiktok.com. Ok, nó hơi đơ một tí. Rồi, nếu mà các bạn không nhớ cái địa chỉ này thì các bạn vào Google, các bạn tìm từ khóa là TikTok Ads hoặc là quảng cáo trên TikTok là được các bạn nhé. Sau đó thì các bạn sẽ tạo tài khoản quảng cáo. Tạo tài khoản quảng cáo bằng email hoặc là bằng số điện thoại để chúng ta sẽ tạo ra được. Thì chúng ta sẽ bấm tạo ở đây. Thì tôi đã có tài khoản quảng cáo rồi thì tôi sẽ vào phần mềm quảng cáo luôn. Còn nếu mà tôi chưa có thì tôi sẽ tạo. Các bạn nhập địa chỉ email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu, sau đó thì xác minh. Đó. Sau đó thì khi các bạn tạo xong thì các bạn sẽ verify, tức là xác nhận một lần nữa. Sau đó thì chúng ta sẽ chạy thẳng vào cái trình quản lý quảng cáo của TikTok. Chúng ta nhìn thấy ở đây, đây chính là trình quản lý quảng cáo của TikTok. Có một điều rất là thú vị, đấy là TikTok và Facebook nó rất là giống nhau. Nếu mà các bạn đã học quảng cáo trên Facebook của thầy Phan Anh rồi thì các bạn sẽ thấy là trên TikTok cũng khá là dễ và khá là tương đồng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn là chế độ quảng cáo đơn giản hay là chế độ tùy chỉnh. Đây là hai cái giao diện khác nhau. Một cái nó gọi là giao diện đơn giản, cái là giao diện tùy chỉnh. Thì tùy vào cái việc là chúng ta thích cái giao diện nào. Tôi thì tôi thích cái giao diện là chế độ tùy chỉnh. Còn các bạn không thích thì các bạn có thể chọn ở đây nhá. Thì tôi sẽ chọn chế độ tùy chỉnh. Đây nó chỉ là vấn đề về giao diện thôi, chứ nó không phải là chọn cái nào thì quảng cáo sẽ tốt hơn, được chưa ạ? Và cũng xin lưu ý là quảng cáo trên TikTok thì cũng có ở trên nền tảng điện thoại di động. Các bạn tải cái app TikTok về mình. Đấy, các bạn tải cái app TikTok về và sau đó các bạn mở cái app TikTok của mình lên. Đấy, trong đó thì trong đó có cái phần video. Đấy, có cái phần video. Đấy, thì chúng ta sẽ có thể bấm vào cái nút 3 chấm này. Đấy. Thế sau đó thì chúng ta cũng sẽ chọn cái chế độ tiếng Việt gọi là quảng bá quảng cáo, tiếng Anh thì gọi là promote. Đấy, thì đây là tôi đang mở cái app TikTok của tôi và nó có cái nút promote. Đó, thì cái video sau thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người cái cách chạy ở trên mobile cho nó xịn sò nha. Cái video này tôi sẽ hướng dẫn trên PC cho nó chuyên nghiệp. Thế thì đầu tiên thì các bạn cần phải quan tâm đến cái trình quản lý quảng cáo của nó. Nó có bảng điều khiển này, các cái chiến dịch này, tài sản này. Đấy, và các cái báo cáo về chiến dịch. Trong phần tài sản này thì tôi quan tâm nhiều đến phần đối tượng, các cái mẫu quảng cáo. Phần đối tượng này thì cho phép chúng ta tạo ra các cái tệp remarketing tiếp thị lại giống như là Facebook. Đấy, và ở đây thì chúng ta sẽ chạy quảng cáo TikTok với cái trình quản lý quảng cáo trên cái giao diện tùy chỉnh. Thế thì chúng ta đang nhìn thấy cái giao diện ở đây. Tôi sẽ zoom to lên một chút, đúng không ạ? Đầu tiên là ta sẽ nói về mục tiêu quảng cáo. Thì TikTok chia làm 3 cột. Cột bên trái là cột tiếp cận, đúng không ạ? Cột ở giữa là cột cân nhắc. Và cột thứ ba là cột chuyển đổi. Thì cái giao diện này nó cũng bắt chước y hệt của Facebook. Như tôi đã nói là TikTok nó sao chép của TikTok của Facebook khá nhiều, khá là thú vị ở cái điểm này. Vâng. Thế thì nếu mà chúng ta chạy tiếp cận thì chúng ta sẽ hiển thị quảng cáo để mục tiêu của chúng ta là tiếp cận được nhiều người nhất có thể. Và khi tiếp cận như vậy thì chúng ta sẽ hiển thị và chúng ta xây dựng thương hiệu. Đấy, và chúng ta sẽ không quá chú trọng tập trung vào
chuyển đổi đơn hàng. Nếu mà chúng ta muốn chạy chuyển đổi đơn hàng thì chúng ta sẽ xem cái lượt chuyển đổi trên website. Nếu mà chúng ta chạy app, tức là ứng dụng cho điện thoại di động, thì chúng ta sẽ chạy quảng cáo ứng dụng đó. Còn nếu mà chúng ta muốn chạy truy cập web đơn thuần thì chúng ta sẽ chạy lưu lượng truy cập web, với điều kiện là chúng ta sẽ phải có website hoặc là một landing page hoặc là một cái đường link đó. Nếu mà chúng ta muốn chạy số lượt xem video cho một cái video nào đó, ví dụ như là cái video tôi vừa up lên trên TikTok của tôi, đúng không ạ? Tôi muốn người ta xem đó. Tôi muốn một cái người ta xem như này thì tôi sẽ phải chạy quảng cáo để tăng lượt xem lên, để tăng lượt xem nhiều lên, có đúng không ạ? Vâng. Và chúng ta có thể chạy quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng đấy, và nó sẽ để lại thông tin cho chúng ta, và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục chăm sóc, nhắn tin, gọi điện, hoặc là Thailand sale, hoặc là hẹn gặp cà phê, vân vân. Và cuối cùng là chúng ta có thể chạy quảng cáo tương tác với cộng đồng. Cái này thì nó gần giống với việc là chúng ta chạy tăng like cho fanpage, thì cái này chúng ta sẽ có thể chạy lượt theo dõi hoặc là lượt truy cập hồ sơ cho cái kênh của chúng ta tốt hơn. Thế thì đối với những người như chúng ta thì cần nên chạy những cái gì? Thực ra thì tất cả 7 cái mục tiêu này thì chúng ta đều chạy được. Đấy, tùy vào thời điểm, tùy vào sản phẩm và dịch vụ thì chúng ta sẽ cần chạy. Thứ nhất là chúng ta chạy tiếp cận để tăng cái nhận biết về thương hiệu lên. Chúng ta sẽ phân bổ một cái khoản ngân sách vào đây. Thứ hai là chúng ta có thể chạy tương tác với cộng đồng để tăng lượt theo dõi cho kênh. Thí dụ như lượt theo dõi kênh của chúng ta yếu thì chúng ta có thể chạy để tăng lượt theo dõi cho kênh. Thứ ba là chúng ta sẽ chạy quảng cáo lượt xem video và chuyển đổi lượt xem video đó. Và thứ tư đấy là chúng ta có thể chạy truy cập và mong khách hàng sẽ truy cập vào website và chuyển đổi đơn hàng trên website. Và nếu như chúng ta có TikTok Shop thì chúng ta có thể chạy quảng cáo CPC chuyển đổi cho khách hàng xem quảng cáo xong nó là cho hàng vào giỏ luôn và hoàn tất một cái đơn hàng vào giỏ đó, thì chúng ta chạy cái định dạng đó cũng rất là tốt. Còn nếu mà chúng ta là làm app thì chúng ta chạy vào đây. Như vậy nó có 7 cái mục tiêu của TikTok, đúng không ạ? Và 7 cái mục tiêu. Thế còn trên điện thoại di động, nếu mà chúng ta để ý thì nó sẽ lại có các cái mục tiêu khác nhau. Nó sẽ có các mục tiêu, ví dụ như là ở đây các bạn đang nhìn thấy, tôi cho các bạn xem. Ví dụ như là more video views, tức là thêm nhiều cái lượt xem cho video. More website visits, tức là thêm lượt truy cập, nó chính là lưu lượng đấy. More followers, tức là thêm cái lượt theo dõi, đúng không ạ? Thì nó chính là tương tác với cộng đồng. Đấy. More messages, tức là nhận được cái nút tin nhắn, họ sẽ chat, họ nhắn tin. Vâng, cũng rất là tốt, đúng không ạ? Rất là tốt. Ok. Tiếp tục. Thì sau đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ phải chọn, ví dụ như tôi sẽ chọn số lượt xem video. Vâng, tôi sẽ chọn số lượt xem video, tôi sẽ chuyển cái này sang đây một chút. Ta sẽ đặt tên chiến dịch, đúng không ạ? Ta sẽ đặt tên chiến dịch lượt xem video của PA Marketing. Vâng, cái này chúng ta đặt tên để chúng ta phân biệt các chiến dịch với nhau thôi. Đấy, để dễ tìm, dễ nhớ. Chúng ta có thể đặt ngân sách tại đây, hoặc là để sau đấy chúng ta có thể đặt ngân sách trong bước tiếp theo đều được. Ok. Rồi chúng ta sẽ bấm tiếp tục sang cái bước tiếp theo. Thì cái cơ cấu của TikTok nó cũng giống như cái cơ cấu của Facebook. Nó gồm có là cấp ông, cấp ông là chiến dịch, cấp bố là nhóm chiến dịch, và cấp con là quảng cáo. Đấy, chúng ta sẽ thấy là trong một chiến dịch có thể có nhiều nhóm, trong một nhóm thì có thể có nhiều quảng cáo, và tối thiểu là một chiến dịch, một nhóm, một quảng cáo. Ok. Và chúng ta hoàn thiện các bước như thế này thì chúng ta sẽ xong được một chiến dịch quảng cáo. Vâng, đặt tên nhóm, chúng ta đặt tên có thể là sau này chúng ta sẽ chạy nhiều nhóm để tối ưu nhóm, hoặc là để so sánh giữa các nhóm với nhau, đúng không ạ? Ví dụ ta có thể đặt tên là nhóm video khóa học TikTok. Ok. Chúng ta để ý cái cột bên phải này, chúng ta nhìn thấy hiện nay chưa nhắm chọn gì, thì TikTok ước tính có khoảng 45,8 triệu cho đến 55,9 triệu, sắp xỉ 56 triệu. Đây chính là số liệu của những người đã có tài khoản sử dụng TikTok tại thị trường Việt Nam. Và chúng ta thấy rằng là
ước tính có khoảng 56 triệu tài khoản đang sử dụng tại thị trường Việt Nam, một cái con số tăng rất là nhanh. Hiện nay thì Facebook có khoảng gần 90 triệu người sử dụng. Vâng, và TikTok dù phát triển sinh sau đẻ muộn nhưng bây giờ cũng đã tới 56 triệu. Và một tháng nữa, một vài tháng nữa các bạn xem cái video này thì các bạn thấy rằng con số này nó có thể thay đổi. Thì tất cả mọi thứ nó có thể thay đổi rất nhanh. Giao diện có thể thay đổi, tính năng có thể thay đổi. Đấy, rồi thì cái xu hướng có thể thay đổi thì các bạn sẽ phải cập nhật thêm những cái bài học khác, đúng không ạ? Các khóa học khác của thầy Phan Anh để cập nhật tốt hơn. Ok, về vị trí, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là vị trí quảng cáo thì chúng ta chỉ có vị trí ở trên TikTok. Ở một số quốc gia khác, ví dụ như là Trung Quốc thì họ sẽ có các cái vị trí quảng cáo khác nữa. Đấy. TikTok là phiên bản quốc tế của phần mềm có tên là Douyin ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc nội địa thì người ta sử dụng một cái phần mềm tên là Douyin, còn phần mềm quốc tế thì người ta gọi là TikTok. Ok, chúng ta có thể chọn là bình luận này, chúng ta cho phép tải video, chúng ta cho phép chia sẻ, và chúng ta nên cho phép hết, đúng không ạ? Bởi vì khi mà chúng ta sản xuất một cái video quảng cáo thì chúng ta đã gắn logo, gắn số điện thoại, gắn địa chỉ, các thông tin về bán hàng của chúng ta ở trên đó rồi. Và cái username, tức là cái thương hiệu của chúng ta ở trên TikTok, nó hiển thị, nó cứ nhảy cái nút nhạc ấy, nó cứ nhảy thì là chúng ta đã thấy là nó cũng có sẵn rồi. Rồi, đến phần nhắm mục tiêu. Ở đây thì chúng ta gọi nó là targeting ấy, tức là nhắm mục tiêu chi tiết quảng cáo. Thì giống như Facebook thì TikTok cũng có nhắm mục tiêu bao gồm và nhắm mục tiêu loại trừ. Tức là bao gồm thì chọn một cái yếu tố thì nó sẽ đưa vào, mà loại trừ thì chọn một cái yếu tố thì nó sẽ loại ra. Và bao gồm và loại trừ là nó ngược nhau về mặt tính năng, về mặt cách thức sử dụng. Thế thì chúng ta phải có tư duy quảng cáo của TikTok nó cơ bản gần giống với tư duy quảng cáo của Facebook. Thế thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ có những cái công cụ, nó sẽ có những cái công cụ mà chúng ta có thể nghiên cứu về quảng cáo. Chúng ta có thể nghiên cứu công cụ ở quảng cáo. Sau này những cái video khác thì tôi sẽ hướng dẫn hơn cho các bạn về những cái video này. Chúng ta có thể xem được rất nhiều những cái thông tin về quảng cáo hoặc là về nhắm chọn. Thí dụ như là đối với TikTok hiện nay cho phép nhắm chọn về location, tức là về vị trí địa lý, cho phép nhắm chọn về gender, tức là về giới tính, về age, tức là về tuổi, về device, tức là về thiết bị, và language, tức là về ngôn ngữ, và interest, tức là về sở thích. Thì chúng ta thấy rằng là TikTok là một cái công cụ trên toàn cầu và hiện nay có rất nhiều quốc gia đang sử dụng, và chúng ta nhìn thấy ở đây. Đấy. Đây là một cái công cụ mà để nghiên cứu về quảng cáo của TikTok rất là tốt. Tuy nhiên thì chúng ta sử dụng các cái công cụ này thì chúng ta đều phải trả phí. Chúng ta nhìn thấy là cái lượng người sử dụng, đúng không ạ? Ví dụ đây chúng ta nhìn thấy, ví dụ như là nam 482 triệu, nữ, đúng không ạ? Và là 551 triệu. Số người sử dụng TikTok là nữ thì cao hơn. Về độ tuổi từ 18 cho đến 24 chiếm 36%, từ 25 cho đến 34, đúng không ạ? Vâng, chiếm đến 33%, từ 35 đến 44 chiếm đến 16-17%, sấp xỉ. Như vậy, như tôi đã nói, TikTok là cái đối tượng nó rất là trẻ. Và vì trẻ như vậy nên chúng ta phải chọn sản phẩm và chọn dịch vụ phù hợp, chứ không phải cái gì cũng bán được. Và TikTok hiện nay thì mới đang hot trending thôi, chứ chưa được tối ưu và chưa được đánh giá cao như Facebook tại thị trường Việt Nam. Đó. Thế thôi, về thiết bị, đúng không ạ? Chúng ta thấy là có những cái thiết bị mà chúng ta xem quảng cáo ở đây. Ví dụ như Apple đang xem là chiếm đến 32%, Samsung, đúng không ạ, 26.8%, và những cái nền tảng ứng dụng gọi là sử dụng trên các điện thoại di động khác như Xiaomi, Oppo, vân vân, đúng không ạ? Chiếm một cái tỷ trọng ít hơn. Thế chúng ta cần phải hiểu về cái này để chúng ta target cho nó chuẩn. Đấy. Thế chúng ta nhìn thấy ở đây Apple là hơn 300 triệu, Samsung là 257 triệu, Xiaomi là 108 triệu, Oppo là 77 triệu, Huawei là 48 triệu, vân vân. Rồi,
sử dụng ngôn ngữ, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là tiếng Anh là chiếm đến 29%, tiếng Tây Ban Nha chiếm đến 13%, tiếng Nga và 8%, 8,5%. Tiếng Việt của mình ở đây thì có một xíu xíu thôi, khoảng độ sấp xỉ 6%. Vâng, cũng là một trong những quốc gia sử dụng nhiều đó, chiếm 6%. Vâng, về sở thích thì chúng ta thấy là có những cái sở thích gì. Đây nó phân loại ra, ví dụ như sở thích về e-commerce, đúng không ạ? 1,3%. Quần áo, apparel và accessories, tức là đại khái là quần áo, đồ dùng, đúng không ạ? News entertainment, tức là các cái thông tin giải trí. Beauty and personal care, tức là làm đẹp. Đấy, làm đẹp. Và tôi sẽ cho sang đây, zoom nó to lên cho các bạn nhìn. Games, tức là ở đây là trò chơi chiếm đến 6%. Apps, tức là các cái ứng dụng di động, sấp xỉ 6%, tôi làm tròn. Và application, tức là đây là những cái đồ dùng, những cái thiết bị đồ dùng, cũng khoảng 6%. Food and beverage, tức là đây là khoảng độ cũng 5,6%. Life service, đúng không ạ? Các dịch vụ dành cho đời sống. Vehicles and transportation chiếm cũng khoảng độ 5,5%. Business service, tức là chiếm khoảng 5,4%. Household products, tức là các cái sản phẩm dành cho gia đình, khoảng 5,4%. Sport and outdoors, tức là các cái vấn đề về trò chơi, đồ chơi, rồi thì thể thao ngoài trời vân vân. Thí dụ như là bạn đi câu cá, đúng không ạ? Bạn đi câu cá thì nó liên quan đến mục outdoors này. Bạn chơi golf, bạn đánh tennis, vân vân. Và tech and electronics, tức là về công nghệ và thiết bị điện tử, cũng 5%. Travel khoảng 5%. Education, giáo dục khoảng 4,8, sấp xỉ 5%. Vâng. Sửa chữa nhà cửa, home improvement, khoảng 4,5%. Baby kids và maternity, tức là trẻ em, trẻ sơ sinh và mang thai, mang bầu. Finance service 3,5%. Vâng, thì chúng ta nhìn thấy là nó chia rất là nhỏ như thế này, thì nó cũng chênh nhau chỉ khoảng độ 5-6% thôi. Nó chia rất là rộng để cho chúng ta hiểu về cái interest, tức là cái sở thích của khách hàng ở trên TikTok hiện nay, thì chúng ta nhắm chọn nó mới chuẩn được. Đấy, thì họ thống kê ở đây nhá, thống kê hết. Đấy, chúng ta phải xác định được cái khách hàng mục tiêu của chúng ta trên nền tảng TikTok, thì sau đó tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết hơn. Ok rồi, thì các bạn sang xem cái trang PPS này, tôi sẽ làm cái video sau giới thiệu sau. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ sang đây. Đấy, quay trở lại đây lại cho nó bé lại và để cho nó gọn. Ok, thì chúng ta sẽ thấy là về địa điểm thì chúng ta có thể chọn cái quốc gia, đúng không ạ? Vâng, chúng ta có thể chọn quốc gia ở đây, thì chúng ta chọn quốc gia là quốc gia nào. Chúng ta hoàn toàn có thể xuất khẩu bán hàng, bán sản phẩm và dịch vụ sang nước ngoài. Ví dụ như là chúng ta bán sang Nhật Bản, sang Hàn Quốc, bán cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, chúng ta có thể bán cho người nước ngoài tại sở tại, như là Mỹ, như là Âu, như là Nhật, Pháp, vân vân, đều được. Vâng. Và nếu như chúng ta chạy quảng cáo tại thị trường Việt Nam thì chúng ta sẽ chọn Việt Nam. Bất kỳ quốc gia nào mà có nền tảng TikTok đủ lớn, chúng ta nhìn thấy ở đây, chúng ta có thể chọn. Vâng. Không hẳn là được hết, nhưng mà chúng ta sẽ được chọn một số các quốc gia. Trong một cái quốc gia thì chúng ta sẽ được chọn đến cấp độ tỉnh thành và cấp độ quận huyện. Thí dụ như đây chúng ta có thể nhìn thấy, chúng ta có thể chọn bỏ đi một cái tỉnh nào đó ở Bắc Giang, Bắc Ninh, hoặc là chọn một cái tỉnh nào đó. Và trong một tỉnh thì chúng ta bấm vào, chúng ta sẽ thấy có huyện và một số huyện. Đó, đó, chúng ta nhìn thấy chưa ạ? Vâng. Tương tự như vậy, chúng ta sang một cái quốc gia khác, thí dụ như chúng ta muốn chạy sang Hàn Quốc, thì chúng ta cũng thấy là có một số tỉnh Ulsan hay gì, Daejeon, rồi thì Daegu, Seoul, Busan. Vâng, chúng ta có thể chạy được như vậy.
rất là tuyệt vời. Và nó không có nhắm chọn theo thả ghim giống như là Facebook, thì chúng ta chấp nhận thôi vì hai nền tảng này nó khác nhau, được chưa ạ? Tiếp tục. Rồi, tiếp tục. Về giới tính thì chúng ta có giới tính nam và nữ và không giới hạn cả hai, đúng không? Sản phẩm cho nam thì chạy nam, sản phẩm cho nữ thì chạy nữ, hoặc là sản phẩm cho nữ nhưng mà vẫn chạy cho nam, hoặc là sản phẩm cho nam nhưng vẫn chạy cho nữ, do cái người mua hàng và người thụ hưởng là khác nhau. Thí dụ như là sản phẩm đồ lót dành cho nam giới, nhất là nam giới đã kết hôn, thì thường là phụ nữ sẽ mua bởi vì họ sẽ mua cho chồng đấy. Thế còn sản phẩm đồ lót dành cho nữ thì nam giới có thể mua để tặng nhân dịp lễ, ngày lễ quốc tế, hoặc là ngày lễ của Việt Nam, hoặc là ngày sinh nhật hay là một cái gì gì đấy, đúng không ạ? Một cái lễ kỷ niệm nào đó thì chúng ta lưu ý. Về tuổi thì chúng ta nhắm chọn là theo nhóm tuổi, khung tuổi, chứ chúng ta không chọn được tuổi chính xác giống như Facebook là từ 17 đến 18, từ 18 đến 18, hay là cái tuổi chúng ta chọn bất kỳ từ 18 đến 25, từ 18 đến 40. Nhưng mà TikTok thì là chọn theo nhóm, theo khung, từ 13 đến 17, 18, 24, 25, 34, 35, 44, 45, 54 và trên 55 tuổi. Thế thì tuổi ở đây thì chúng ta nhắm chọn là theo cái sản phẩm của chúng ta, cái khách hàng mục tiêu của chúng ta là ai, ở tuổi như thế nào, giới tính ra làm sao, thì chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ, thì chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ theo cái ngôn ngữ của khách hàng. Ví dụ như là bạn bán hàng tại Mỹ, đúng không? Bạn có thể chọn tiếng Anh, tiếng Việt. Bạn bán hàng tại Nhật, bạn có thể chọn tiếng Nhật, tiếng Anh. Đấy, bạn bán hàng tại Việt Nam, bạn có thể chọn tiếng Việt. Ok, tùy vào cái quốc gia mà bạn chạy, tùy vào cái tập khách hàng mà bạn chạy, thì bạn chọn ngôn ngữ cho nó phù hợp. Ok, ví dụ như tôi chọn tiếng Việt ở đây. Rồi, hoặc là tôi có thể chọn thêm một cái ngôn ngữ khác là tiếng Anh ở đây. Đó. Thu nhập của hộ gia đình thì cái này chỉ dành cho thị trường TikTok Mỹ. Đấy, TikTok Mỹ, và cái này cũng bắt chước của Facebook thôi. Thằng TikTok nó đi bắt chước rất là nhiều. Rồi, tiếp theo là phần mối quan tâm và hành vi. Phần này thì nó khác với Facebook bởi vì hai nền tảng này nó khác nhau. Đấy, cho nên là cái cách nó lập luận và cách nó làm là khác nhau. Nhưng mà nó cũng dựa trên là cái sự quan tâm, interest, và behavior là phần hành vi. Vâng, nó có bốn cái nhóm chính: mối quan tâm, hành vi tương tác với video, hành vi tương tác với người sáng tạo, tức là creative, creator, rồi thì tương tác với hashtag. Lưu ý là trên TikTok là nó rất là quan tâm đến hashtag, rất là quan tâm đến hashtag. Và có một cái công cụ để nghiên cứu về hashtag for life đây. Tôi cũng đang nghiên cứu cái công cụ này. Nó có một cái công cụ có tên là hashtagforlife.co. Tất nhiên những cái dịch vụ bên ngoài, bên thứ ba mà tôi giới thiệu thì đều là những công cụ trả phí, và trả phí rất đắt. Nó lên đến 59 đô một tháng, không ít một chút nào. Sau này chúng ta sẽ được học những công cụ như này, tôi sẽ hướng dẫn thêm rất là sâu cho các bạn. Rồi, đầu tiên là thêm mối quan tâm. Thế thì có những cái mối quan tâm gì, đúng không ạ? Thì lúc này nó quay trở lại cái phần mà tôi đã lấy ở trong cái phần PPS này. Thì các bạn đã có những cái thông tin rất là rõ rồi. Thì đây nó là cái phần nhắm chọn: thương mại điện tử, thiết bị gia đình, trang phục phụ kiện mẹ bé, sản phẩm cải tạo nhà, xe cộ, dịch vụ đời sống, tin tức vân vân, đúng không? Thế trong từng cái cụ thể nó sẽ có những cái con. Chúng ta nhìn thấy trong từng cái phân hạng nó lại có cái nhỏ hơn. Nó theo sơ đồ cây, nha. Thì chúng ta sẽ chọn sản phẩm và dịch vụ của chúng ta phù hợp. Thí dụ như là chúng ta bán combo du lịch, hoặc là chúng ta bán voucher du lịch, bán tour du lịch thì chúng ta phải tích vào đây thôi, đúng không ạ? Đấy. Chúng ta bán khách sạn thì chúng ta phải tích vào đây thôi. Đấy. Du lịch thì chúng ta phải tích vào đây thôi. Thế nếu mà chúng ta làm game thì chúng ta chọn ở đây các loại game, đúng không
Dịch vụ kinh doanh thì ví dụ như chúng ta làm bất động sản thì chúng ta chọn đấy rất nhiều những cái ngành nghề nó chia ra. Rồi chăm sóc sắc đẹp, ví dụ như các bạn làm mỹ phẩm, làm nha khoa, rồi thì bán các cái sản phẩm chăm sóc răng miệng, chăm sóc tóc, da, nước hoa, dung dịch vệ sinh phụ nữ nam giới, vân vân. Thì chúng ta có thể chọn rất chi tiết. Công nghệ điện tử, điện thoại di động. Chúng ta chạy điện thoại di động iPhone 14, đúng không? iPhone 14 Pro Max chúng ta chọn. Và nếu mà chúng ta chọn bán iPhone 14 Pro Max trên TikTok thì chúng ta có thể chọn được đến những cái thiết bị iPhone đời cao, những cái thiết bị Samsung đời cao để hy vọng họ chuyển đổi. Thí dụ như thầy Phan Anh đang dùng iPhone 13 Pro Max và đang muốn đổi lên 14 thì chọn đến iPhone 13 được. Rồi, tiếp tục là tương tác với video thì nó có 4 cái hoạt động chính là đã xem, đã thích, đã bình luận và đã chia sẻ. Mình có thể tích một trong 4. Và mình có thể chọn là cái loại video mà người dùng đã tương tác. Ví dụ như là một người xem, họ xem trên TikTok, họ đang xem cái gì. Nó chia thành các nhóm video. Chúng ta nhìn thấy ạ, nó chia thành các nhóm video rất chi tiết ạ. Thí dụ như chúng ta làm mỹ phẩm thì chúng ta có thể chọn chăm sóc sắc đẹp. Chúng ta làm quần áo thì chúng ta có thể chọn trang phục, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta bán vé xem phim, vé xem ca nhạc thì chúng ta có thể chọn âm nhạc giải trí. Chúng ta bán xe hơi thì chúng ta có thể chọn như này. Đấy, tùy vào cái sản phẩm và dịch vụ chúng ta bán là gì. Và hành vi thì chúng ta chọn nhắm chọn trong 7 hoặc 15 ngày. 15 ngày thì cái lượng data nó sẽ nhiều hơn. Được chưa ạ? Đến thứ ba là thêm hành vi đối với người sáng tạo. Tức là cái người xem đấy họ đánh giá một cái kênh như thế nào. Ví dụ như là đã theo dõi, đã xem hồ sơ. Thế thì mình có thể chạy đến những cái người mà đã theo dõi hoặc đã xem hồ sơ của một cái nhóm kênh nào đó. Chúng ta nhìn thấy ở đây nó cũng phân ra như trên rồi, rất là chi tiết. Hài kịch, rồi thì mối quan hệ, động lực xã hội, gia đình, động vật thời trang làm đẹp. Đấy. Ví dụ như là bạn lại bán sản phẩm mỹ phẩm làm đẹp thì bạn chọn làm đẹp đây, tức là người ta, những người mà đã theo dõi và đã xem một cái kênh nào đó, một cái nhóm kênh nào đó liên quan đến lĩnh vực làm đẹp. Thí dụ như của những cái bạn Vlog Beauty hoặc là những bạn mà chuyên review về sản phẩm. Đấy. Tương tự như thế thì mình nhắm tới nó cũng khá là chính xác. Và trong video quảng cáo ấy, thì mình nên kết hợp cùng với người nổi tiếng, cùng với âm nhạc, cùng với kịch bản tốt thì mình chạy, cái hiệu suất nó chuyển đổi rất là cao. Và tất nhiên là mình chọn sản phẩm nó phải phù hợp nữa. Ví dụ như là sản phẩm đắt chạy ở trên này cũng đang hơi bị khó một chút. Và cuối cùng đấy là chúng ta sẽ chọn các cái hashtag. Chọn các hashtag để chúng ta chọn. Ví dụ như là chúng ta chọn mỹ phẩm, xem có không, đó thì nó có mỹ phẩm chính hãng, đúng không ạ, vân vân. Có thể sử dụng các hashtag tiếng Anh, hashtag tiếng Việt, và chạy hashtag thì là chuẩn nhất rồi. Thế nghiên cứu về hashtag thì nghiên cứu bằng cách nào? Thì có cái công cụ là Hashtag for Life đây, hoặc là các bạn có thể vào tìm cái công cụ là Hashtag Trending, hoặc là của TikTok nó đang đề xuất luôn. Đây, tôi có công cụ đây, tôi mở cho các bạn xem. Ví dụ như là đây này, các cái top trending của nó. Thì trong cái phần top trending này nó sẽ có những cái hashtag đây đấy. Ví dụ như top trending là 1,8 tỷ view. Thì mình có nên chạy đến hashtag top trending không? Hoặc là những cái hashtag mà liên quan đến ngành nghề của mình là rất là phù hợp. Rồi, điều kỳ diệu tiếp theo đó chính là phần thiết bị. Thì chúng ta có thể chọn được iOS hoặc Android là theo hệ điều hành.
và theo từng cái hệ điều hành phiên bản rất chính xác và rất chi tiết như thế này, vô cùng chính xác đúng không ạ, từ thấp đến cao iOS và Android, và đặc biệt là đến cái phần thiết bị máy thì chúng ta có thể chọn được là iPhone từng phiên bản từ 5 cho đến 13 Pro Max. Và quan điểm của tôi là sản phẩm đắt thì chọn đến thiết bị cao, đấy, sản phẩm rẻ thì chọn đến thiết bị thấp, hoặc là chọn tất cả, ý tôi là như thế, thì nó sẽ rất là hiệu quả. Và chúng ta nhớ rằng là ví dụ như chúng ta chạy ốp lưng điện thoại thì chúng ta phải chạy đến chính xác iPhone 13 Pro Max, hoặc là chúng ta chạy đến iPhone 12 và 13 các thể loại để bán iPhone 14 là rất là phù hợp các bạn nhé, rất là phù hợp. Bởi vì đây là những người mà người ta sẽ có thu nhập tốt để người ta chuyển đổi thành người mua cho chúng ta. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Tương tự như vậy, ở dưới này có rất là nhiều các cái sản phẩm khác. Mình có thể nhắm chính xác từng modem. Vâng, từng modem luôn, vô cùng chi tiết. Đây là điểm mạnh hơn của TikTok so với Facebook. Bởi vì là phần Facebook trước đây cũng nhắm chọn được, nhưng mà nó bị Apple chặn rồi nên là không xem được. Nhưng hiện nay TikTok chưa bị chặn nên là chúng ta xem được. Vâng, và tôi nghĩ rằng là đây là một cái việc, một cái tiêu chí nhắm chọn rất là quan trọng. Bạn phải thử nghiệm, rất là quan trọng. Nó chạm đến từng cái thiết bị di động rất là cụ thể một. Thì nhà mạng có thể chọn nhà mạng ở Việt Nam. Thí dụ như là những người mà bán thẻ cào cho Viettel thì chọn đến nhà mạng Viettel là rất chuẩn rồi. Thì không thể nào chạy đến cái nhà mạng Mobifone. Thế nhưng mà mình bán quần áo thì thực ra nhà mạng nào cũng được. Ok. Thôi, giá thiết bị thì lúc này không còn quan trọng nữa. Ví dụ như là máy bao nhiêu tiền ấy, thì lúc này không còn quan trọng nữa, bởi vì chúng ta đã chọn ở trên này là chọn modem rồi. Chúng ta đã chọn modem thì có nghĩa là cái giá thiết bị chúng ta đã biết, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo là chúng ta có thể loại trừ nội dung. Nếu như mà chúng ta có thể sử dụng phương pháp loại trừ nội dung, còn thông thường thì chúng ta bỏ qua cũng được. Về lịch trình và ngân sách, thế thì ngân sách quảng cáo ở trên nền tảng PC, các bạn đang xem lên nền tảng PC thì tối thiểu 200.000. Nhưng mà trên nền tảng mobile, trên nền tảng mobile thì cái giá của nó, cái số tiền của nó thì lại rất là thấp. Thí dụ như là chúng ta có thể chạy một cái số tiền đây ạ, khoảng thấp nhất là 23.000. Nếu mà chúng ta chạy trên bản mobile, thấp nhất là 23.000, nó tương đương với khoảng $1, rất là giống Facebook. Nhưng mà bản PC ấy, bản PC thì nó lại là 200.000. Ví dụ như chúng ta nhập 150.000 vào đây không được. Đó. Và chúng ta phải nhập 200.000 mới được ạ. Đó. Cái sự khác biệt này thì tôi cũng không biết tại sao. Nhưng mà tôi nghĩ là nên điều chỉnh ở cái mức thấp. Tại vì nếu mà chạy 200.000 này cũng hơi căng thẳng. Những người mà chạy ngân sách lớn thì nó không sao. Nhưng mà những người mà chạy ngân sách nhỏ thì test mà 200.000 một ngày thì nó tương đối là nhiều tiền. Đấy, thì các bạn lưu ý về điều đấy nhé. Các bạn có thể chạy trên nền tảng mobile trước, hoặc là chạy những cái chiến dịch khác nhỏ nhỏ trên mobile. Còn trên PC chuyên nghiệp như này thì bạn bắt buộc phải chạy 200.000 trở lên. Rồi, thì chúng ta có thể chạy lịch trình, theo lịch trình, đấy, theo phạm vi thời gian, phạm vi ngày. Chọn một cái thời gian theo lịch trình cụ thể nào đó, những khung giờ, những ngày nào đó trong ngày. Đấy. Những ô trắng này là ô mà quảng cáo sẽ không bật nếu mình muốn. Nếu mình muốn. Và tại sao mình lại muốn như này? Thì mình phải phân tích được cái khách hàng của mình, họ mua vào cái khung giờ nào. Ví dụ như là nếu mà 5 giờ sáng họ mua nhiều, 4 giờ sáng họ mua nhiều thì mình phải vã quảng cáo vào tầm ban đêm. Nhưng thông thường thì chúng ta chạy cả ngày là rất là tốt rồi. Chúng ta không cần phải chạy theo lịch trình đâu. Đấy, tối ưu hóa thì chúng ta sẽ chọn ở đây là vì chúng ta chọn mục tiêu của lượt xem video, cho nên là chúng ta sẽ bắt buộc phải chạy lượt xem 6 giây. Và nếu mà chạy lượt xem 6 giây thì chúng ta chỉ có chiến lược về giá thầu thấp nhất thôi. Đấy, và chạy lượt xem 6 giây thì chúng ta nhớ là khi sản xuất video
thì ngay từ những giây đầu tiên nó phải là rất hấp dẫn rồi, nếu không người ta sẽ bỏ qua. Bởi vì cả một cái video nó chỉ có khoảng 45 đến 60 giây tối đa thôi. Thường thường thì chúng tôi khuyên các bạn làm khoảng 45-50 giây thôi. Thế thì các bạn 6 giây đầu tiên là phải rất hấp dẫn thì người ta mới xem nhiều, thì view nó mới cao và chúng ta mới tốt. Đó. Và khi chúng ta nhắm chọn thì chúng ta nhìn thấy là lúc này nó chỉ còn có 16 đến khoảng độ 19,6 triệu. Vâng, nếu mà chúng ta nhắm sâu hơn nữa, vừa rồi tôi cũng chưa nhắm gì nhiều đâu. Tôi mới chọn mỗi Apple thôi. Chẳng hạn như tôi chọn 4G, 5G thì lượng nó là ít hơn hẳn, nó còn có 2 triệu 3 thôi. Thế tôi có chọn hệ điều hành hay là chọn mạng thì nó còn ít hơn nữa ở cái phần cột phải. Thì đấy là tôi hướng dẫn sơ bộ về cái cách chúng ta nhắm chọn. Tôi nói lại, nhắm chọn của TikTok gồm có là địa điểm, gồm có giới tính, tuổi tác, ngôn ngữ, hành vi và sở thích, và cái tương tác với các cái video, và đặc biệt là có thêm hashtag. Và nhắm chọn về thiết bị thì chính xác tuyệt đối đến từng model. Đây là điều rất tuyệt vời. Ngân sách thì trên PC là 200.000 tối thiểu, còn trên mobile là 23.000 tối thiểu. Vâng. Đến đây thì ta sẽ bấm tiếp theo màu đỏ. Vâng, nó có một cái lỗi gì đó. Tôi nhắm mục tiêu. À đây, tôi chưa nhắm gì. Vâng, ok. Khi mà chúng ta chọn cái mỹ phẩm này, nó bắt đầu nó hẹp dần, đúng không ạ? Nó hẹp dần. Nếu không thì chúng ta có thể bỏ qua. Ok, đến phần quảng cáo, đúng không ạ? Chúng ta đặt tên nhóm quảng cáo rồi thì bây giờ đến đặt tên quảng cáo thôi. Đấy. Và chúng ta có thể đặt danh tính của chúng ta, thì cái này nó là thương hiệu, ví dụ như là PA Marketing. Đấy, nó sẽ hiển thị ở đây, các bạn nhìn thấy. Đúng không? Hoặc không thì chúng ta có thể sử dụng tài khoản TikTok có sẵn của chúng ta kết hợp vào đây để chúng ta sử dụng cái quảng cáo Spark Ad của nó. Thế thì chúng ta bật cái này lên, nó sẽ đòi chúng ta đăng nhập vào một cái tài khoản TikTok của chúng ta đang có. Thế thì tôi đang có một cái tài khoản TikTok là Phan Anh Online đây rồi. Thì các bạn tích vào đây, đúng không? Và sau này thì ở dưới này phần định dạng thì chúng ta có thể đăng cái bài lên trên TikTok và chúng ta tạo video, chúng ta up lên đây. Chúng ta viết văn bản. Trong video này chúng ta tải từ máy tính, từ điện thoại hoặc là từ thư viện. Nếu mà tải lên từ máy tính thì chúng ta phải chuẩn bị, và tải lên từ thư viện thì chúng ta vào thư viện chúng ta lấy. Nhưng mà lưu ý là chúng ta để ý về kích thước, đấy, dung lượng vân vân, định dạng. Ví dụ như định dạng là MP4, MOV, MPGE, AVI. Đấy là bốn cái định dạng nó chấp nhận. Dung lượng thì tối đa 500MB, tức là nội dung nó phải nhỏ. Tốc độ phân giải, đúng không ạ, vân vân. Chúng ta lưu ý những cái điều đấy để tối ưu nhất về mặt kỹ thuật. Ví dụ như thế thì chúng ta vào đây, chúng ta lấy một cái video. Chúng ta vào đây, chúng ta lấy một cái video. Hoặc không thì chúng ta kết nối thẳng Spark Ad ở trên này bằng cách là lấy bài đăng trên Facebook, trên TikTok luôn. Đây là những cái bài mà tôi đã đăng chơi chơi thôi, đúng không ạ? Thế thì mình sẽ lấy một bài mình muốn chạy cái quảng cáo này. Lưu ý là các cái vấn đề âm nhạc, nếu như video có dính bản quyền âm nhạc thì cái video đấy sẽ không được chạy quảng cáo. Đấy. Cho nên là phải tìm cách mà nó được đăng nhé,
nhưng mà nó không được chạy quảng cáo, phải tìm cách mà xử lý về âm nhạc hoặc là tắt nhạc và đổi nhạc đi. Còn như tôi, cái video mà nói bằng mồm, nói bằng tiếng, bằng thu âm của tôi và không có nhạc nền như này thì video đấy thoải mái, các bạn hiểu chưa? À, khi tích vào ô này bạn cho phép quảng cáo và hiển thị các chỉ số liên quan đến chiến dịch. À, ok, mình có thể theo dõi, ví dụ như là gắn mã pixel vào web, nếu như chúng ta chạy web thì video sau tôi sẽ hướng dẫn, vân vân. Còn đây là mình chạy bài đăng ở trên cái kênh TikTok của mình rồi, thì mục đích là để tăng view, mục đích là để tăng view và có thể người ta thích, người ta tìm, người ta bình luận, hoặc là mình cũng có thể tăng lượt theo dõi nếu như người ta truy cập vào cái kênh Phan Anh Live và người ta sẽ bấm theo dõi. Ok rồi, vừa rồi thì tôi đã hướng dẫn các anh chị và các bạn cái cách thức chạy quảng cáo ở trên TikTok và nhắm chọn, diễn giải một số những cái ví dụ để cho các anh chị và các bạn hình dung ra. Và nếu như các anh chị và các bạn cần thêm bất kỳ cái sự trợ giúp nào thì vui lòng liên hệ với tôi, giảng viên, tôi là giảng viên đại học ạ, một chuyên gia về digital marketing từ 2008 đến nay, thì tôi có thể tư vấn, đào tạo và triển khai các cái giải pháp cũng như là các cái dịch vụ cho các anh chị và các bạn, cho những người bán hàng hoặc là các cái doanh nghiệp. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị các bạn đã theo dõi video bài học này và xin chúc anh chị và các bạn thành công. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.